Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị một ca sĩ của trung tâm Thiên Nga chúng tôi. Thì ca sĩ này là do bổ xô Phương Nguyễn của chúng tôi khai quật ra. Thì hồi xưa thì anh thẳng lắm và anh rất là men. Nhưng mà sau khi qua cái bàn tay của anh Phương Nguyễn thì bây giờ anh cong vòng rồi. Thì ca sĩ này thì cũng có họ hàng với nữ ca sĩ Như Quỳnh. Thì hôm nay anh ta sẽ thể hiện một bài hát rất là quen thuộc của chị gái mình. Nhạc phẩm được mang tên Vùng Lá Mê Bay. Xin việc quý vị dành một tràng pháo tay thật là lớn cho nam ca sĩ Như Cường. Ở bên đó giới thiệu sai. Tiếng Anh người ta là Mê Bay Vùng Lá, ngược lại tiếng Việt, hiểu không? Hôm nay tôi về Việt Nam nên hơi lộn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Giờ đã xa nhau.